Em tha cho anh nhé. Thảm rồi đấy. Ở nhà em ơi. Ai đấy? Đâu hết rồi nhỉ? À, vẫn chân còn đau ấy nhỉ. Đỡ thế nào chưa? Đỡ hơn mấy hôm trước rồi. Lên đây làm gì đấy? Anh Mỹ thức ăn lên cho em đâu mà. Mỹ đi thuốc lên xoa bóp cho em ấy. Chân đỡ hơn rồi mà. Đỡ hơn chưa? Hôm nọ con dê đâu rồi? Cái bụng đâu rồi? Mang cái gì lên đây này? Con dê? Con dê đây này. À, thuần được rồi. Thuần đi theo người. Khá được rồi. Thuần đi theo người thôi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Nhớ đi. Hôm nọ đi chân. Đây. Đây mua ít thức ăn lên. Đây. Con đi học chưa về à? Con đi học chưa về đâu. Mấy cái rượu thuốc nữa. Đây ngâm tốt lắm. Anh ngâm nọ bị ngã đau mấy lần. Xoa lần nào khỏi lần đấy đấy. Chân nhà ăn à, thích ăn à, cho này đi về đây thảo dê này, ăn rau. Mới ăn cơm không? Anh không quen nó không cho sờ đâu nhé. Anh nấu cơm cho. Cái gì thuốc tí cất ở lên đâu nhé. Anh nấu cơm chờ con. Em không cho anh ở đây đâu. Về đi. Nói anh đây. Về đi. Anh nấu cơm chờ cả. Đi về đi. Cho anh ở lại đây đi em ạ. Không em anh không cần anh ở đây đâu, anh đi về đi. Thương em lắm. Thương con lắm. Giờ anh không muốn đi được. Giờ mới biết thương con, thương
em cho anh xin lỗi rồi. Đi về đi, cho anh ở lại đây hộ em làm mẹ con. Em không cần anh, đi về, đi về đi. Anh không đi đâu. Đi về, đi về đi. Em không, em muốn cho anh chứng minh điều gì, anh cũng muốn ở lại đây thôi. Anh làm gì cho em tin tưởng anh được, mất hết lòng tin rồi. Anh sẽ cố gắng làm việc thật tốt vào. Anh làm việc chăm chỉ. Không. Anh hứa với em đấy. Khi nào thấy anh uống rượu thì em sẽ hình phạt hay hình gì cho em, cho anh cũng được. Anh đi về đi. Làm thế nào để em tin được thì em mới cho anh ở đây. Thế anh viết giấy cam kết với em được không? Cam kết với em các hai. Không, về đi. Giữa hai vợ chồng mình cam kết với nhau được không? Không. Đi về đi. Thế làm thế nào em mới tin được nhỉ? Em tin anh được nhỉ? Rồi thế này nhé, anh nói thế này. Anh sẽ đi xuống dưới tìm cán bộ chính quyền cảnh sát về đây. Đi. Không, anh đi về đi. Để anh sẽ về đi. Kết. Không, về đi. Anh ở đây thôi. Không về. Không ở đây đâu. Mẹ con anh, em không cần anh đâu. Đi. Đi về đi. Thế anh sẽ đi gọi công an để cam kết đấy em. Em ở nhà chờ anh ấy. Anh đi đây. Lên hơi xa quá hay ạ. Đó, đoạn này. Thank you.
chị nhé. Vâng, em chào bác nhé. Nhà cửa mới nhỉ, vừa mới làm à anh? Vâng, vừa mới làm xong. Cũng đẹp mà nhỉ. Anh ấy gọi chúng tôi đến trao đổi tí việc gia đình. Ông lại đi tìm cán bộ lên đây làm gì? Cán bộ lên đây trao đổi công việc của gia đình mình tí. Tôi đã bảo không cho ông ở đây rồi. Rồi chờ cái gì cái. Ông đi về đi. Thà cho anh. Có gì, anh, có gì rồi. Tôi được cho anh Kỳ mời lên đến gia đình để hòa giải cho anh chị. Ngày nào cũng đi uống rượu không cho lên đây đâu, không cho ở cùng đâu. Tha cho anh em thôi đi trao đổi đi để có anh cán bộ ở đây, có gì anh sẽ hứa anh sẽ làm cái gì đó cho em bằng lòng là được, anh sẽ hứa ở đây. Công tác chúng tôi thì yêu cầu anh chị bắt tay giải hòa là về từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa nhá. Đấy, anh chị cố gắng tu trí mà làm ăn. Đấy. Bắt tay là hòa ra đi. Tha thứ anh nhé. Tha thứ anh nhé. Thì anh cũng anh có cam kết rồi không bắt tay không? Giờ đã làm cam kết để bắt tay thì bắt tay, nhưng mà từ giờ là không được uống rượu nhá. Nhờ ừ. Anh hứa rồi, anh hứa. Đấy. Đấy. Cảm ơn. Đấy. Đấy. Cảm ơn các anh nhé. Gia đình cố gắng bảo ban nhau làm ăn nhé. Làm này. Ở đây nha anh em. Cán bộ. Nán lại ở đây ăn cơm nhé. Vâng.
anh ấy. Đó là anh Tuấn, em đi nấu cơm đi. Tôi còn có việc. Các anh ngồi đi. Cảm ơn các anh về đây, đến đây. Anh chị uống nước nhá. Mời uống nước nhá. Được rồi, xin phép hai vợ chồng. Chúng tôi về nhá. Anh về nhá. Xin phép nhá. Lăn lại đấy, ở đây đi cơm đấy. Ừ, cảm ơn đấy anh nhé. Không có gì, đi nhá. Về nhá. Anh về nhé. Cảm ơn nhé. Nấu cơm ăn có cái chiên này cũng hay nhỉ, nấu được 2-3 cái liên tục ấy, dài được ấy. Cái rau này em nó ăn canh hay ăn xào đấy? Hay nửa canh nửa xào nhỉ? Làm thế nào cũng được hả? Rồi con sắp về chưa nhỉ? Đến giờ học về chưa? Con sắp về đến nhà đấy. Bây giờ này là nó phải sắp về đến nhà rồi. Anh làm sắp chín đấy. Giờ này còn...
món canh, món xào. Con đi học về rồi à? Ừ. Chân mẹ đỡ hơn tí nào chưa? Chân mẹ đỡ hơn tí rồi. Để mẹ bục dê đấy. Hay là thả nó đi nhỉ? Đi vào nhà đi con ơi. Lọ này lọ gì đây mẹ? Lọ này bố lấy thuốc xuống cho mẹ bố chân đau ấy. Bố cái này này. Còn rất nhiều. Mấy ngày rồi khỏi. Ừ, con theo cô ấy nhỉ. Rồi quá. Bố lấy thuốc xuống cho mẹ à? Ừ, nóng hết người rồi. Mồ hôi ấy. Ờ, thế vào đây hồ bố lấy bưng về ra. Bố đang làm ra này. Lấy cái bố thấy rồi đấy. Thì con đi ngồi sau kia thấy cơm. Mày chân đau à? Con lên bắt tàu và cho con dê ăn. À, con này biết được cơm à? Dạ. Sới cơm cho nó này này này. Mẹ sới cơm cho nó thôi. Mẹ sới này. Cầm nó vào. Đây 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 đây. Ăn đi. Đói rồi. Biết cơm rồi nhỉ. Đấy. Đấy, cơm đang nóng này. Thôi ăn cơm đi. Thì con sới cho mẹ. Ừ. Vào cơm đó. Mẹ cho nó ăn. Đi ăn. Đây. Đây đây đây. Đấy. Bố vừa làm cơm xong. Một lúc tao đến rồi, vừa kịp nhau nhỉ, làm cơm nhanh này, đây đi cất cái này cho mẹ nhé, cái này thúc bôi chân của mẹ đó. Đỡ đỡ hơn kia lúc đấy bôi thuốc này. Đỡ hơn tí rồi. Đỡ hơn tí tốt rồi. Con mời bố mẹ ăn cơm. Ờ, hai con cơm đây. Rồi ăn cơm rồi. Ăn cơm. Đau chân quá không biết ngồi chỗ nào nhỉ. Gian.
thiên này. Vâng, còn chấm ớt này nhé, ngon nhé. Em để em thay thử gấp. Còn gấp cho mẹ. Con gấp cho mẹ với. Hay nhỉ, con dê ăn cỏ như ăn cơm. Đấy, về được mấy hôm nhỉ, giờ đấy. Nồi này có thích không con? Có, đúng ạ. À, nhờ. Con này mày thả này nó ở à? Ngoan nhỉ. Cứ sờ nhiều vào nó hết phần hết. Mai bảo nó, con dê về giúp làm việc được mà. Mày lấy gì cho nó chở cho mày? Mày cưới đi học à? Con này nó lớn lên mày to lên nữa cho nó đi học. Chở con đi học ấy. Ăn không? Thời gian đi học có ai bắt nạt không con? Không có. Đâu à? Hay bắt nạt bảo bố nhỉ? Vâng. Bố ý kiến lên xá nên cô giáo à. Ăn đi con. Vâng, gắp cho mẹ với con. Ăn đi con. Con dê của mình ăn cơm giỏi, ăn giỏi lắm rồi. Đấy. Ăn đi con. Ăn đi. Ăn đi. Làm được nhiều ăn nhé. Chiều con đi tập văn nghệ không? Đó. Con hay đi có. Học thêm học gì không? Con có. À. Học thêm. Đi ăn đi. Cơm no xong lại đi học nhá. Vâng ạ. Này con học mấy tiết mà đi học muộn đấy? Con học 4 tiết. Ừ. Ăn nhiều vào rồi có sức khỏe. Con dê ăn no, con dê nằm. Ừ. Ăn, rau muống ăn tốt cho sức khỏe lắm. Không, ăn nhiều vào em ạ. Con ăn đi. Hát gắp đi, ha. Ăn đi. Nè. Nhiều vào con ạ. Mẹ ăn đi. Nhiều vào. Mẹ ăn đi mẹ. Ừ, để mẹ cho gấp. Ăn đi. Con ngồi gần đấy xới cơm cho mẹ với con ạ. Vâng. Xới cơm cho mẹ ăn. Lớp của con các bạn là học giỏi nhất đây.
Có nhiều bạn à? Dạ có. Nhiều bạn học giỏi à? Dạ. Con cố gắng học giỏi rồi nhé. Mình thu các bạn nhé. Dạ vâng ạ. Anh em ơi. Con đi học nha. Ừ, con đi học về sớm nha, nếu mà nghỉ sớm ấy. Dạ vâng. Về nhà chân dê cho mẹ. Lấy chân cho anh xem nào. Thế nào, còn đâu? Đỡ hơn rồi. Ừ. Chân này nhỉ? Nhẹ tay với đau. Ôi, còn đỏ sưng thế này này. Còn đỏ lắm. Sưng tấy này đấy. Đánh nhẹ. Để anh lấy bôi thuốc cho. Thuốc này hiệu quả lắm đấy. Này. Thuốc gia truyền ba đời của nhà anh ấy. Cái này lúc nữa khỏi ngay. Thực ra truyền đấy. Tốt lắm. Hàng xóm ai vì sao còn qua nhà anh bôi suốt rồi. Đấy cái lò, cái đợt trước em bị ngá ấy. Loại này đấy. Anh nghiền rượu anh cũng không dám uống đấy. Thuốc này không uống được đâu. Mấy cái công việc gia đình không làm được á nhỉ. Đau chân này á. Chân chưa khỏi chưa làm được gì thôi. Còn cổng nhà đấy, làm nhà đến giờ còn chưa thấy làm cái gì xong. Cổng chưa có. Một mình có làm gần được này nhiều việc đâu. Còn vườn rau chưa thấy có vườn rau nào. Vừa làm vừa đi làm thuê có tiền ăn. Đau chân này để anh giúp cho. Thôi để em có làm để anh cứ vào xong cái làm về đi. Làm cái cổng cho. Làm cái đường vào nhà khó rồi này. Rồi, tí nữa khỏi. Thuốc này ba truyền ba đời rồi nha anh ấy. Nhà truyền đấy. Này, cất đi.